Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh có buổi tiếp và làm việc với ngài Ahn Mi-sik, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh bày tỏ lạc quan trước mối quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương của Hàn Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, nhất là trên các lĩnh vực thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân. Đồng thời mong muốn thời gian đến, ngài Tổng lãnh sự sẽ là cầu nối hiệu quả để các doanh nghiệp Hàn Quốc đến với Đà Nẵng, tạo ra những giá trị khác biệt, đóng góp vào quá trình khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế của thành phố. Tin tưởng vào tiềm năng lợi thế phát triển của thành phố, ngài Ahn Mi-sik, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng khẳng định thời gian đến, Tổng lãnh sự quán sẽ thúc đẩy mạnh mẽ nhiều chương trình giao lưu hợp tác, nhất là trên các lĩnh vực thương mại đầu tư, đồng thời bày tỏ mong muốn thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đạt được về kinh tế xã hội, tạo nhiều thuận lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư Hàn Quốc khi đến với thành phố Đà Nẵng.